Tổng thống Trump ủng hộ việc đeo khẩu trang và tuyên bố COVID-19 sẽ biến mất. Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư tuyên bố không có vấn đề gì với việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong một số trường hợp, sau nhiều tháng từ chối đeo khi xuất hiện tại những nơi đông người. Trả lời cuộc phỏng vấn của chương trình Fox Business, Tổng thống nói ông không tin là điều cần thiết phải bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn quốc gia, nhưng tuyên bố hoàn toàn đồng ý và nghĩ rằng đeo khẩu trang là rất tốt. Tổng thống cũng nói thêm ông không có vấn đề gì nếu được nhìn thấy đeo khẩu trang. Tổng thống Trump không mang khẩu trang trước ống kính truyền hình kể từ khi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vào tháng 4 đưa ra quy định mới, kêu gọi người dân nên che mặt khi đi ra ngoài. Tại buổi phỏng vấn vào thứ Tư, Tổng thống Trump cũng cho rằng COVID-19 sẽ biến mất vào một ngày nào đó và ông tin tưởng sẽ sớm có thuốc chủng ngừa.